Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng TNDA, cộng đồng chuyên chia sẻ các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Bicycle. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link gửi tới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo các bạn hoàn thành phần captcha. Chúng ta sẽ được làm các nhiệm vụ đó là ta join vào group Telegram channel như đầu tiên. Các bạn mở Twitter ra. Ở Medium này. Chúng ta ấn hai lần nút đôn. Rồi Twitter, chúng ta follow Twitter là retweet và pin tweet. Medium chúng ta tiến hành follow Medium. Ấn vào avatar. Ấn vào phần username. À, để chúng ta sẽ có thông tin. Ở đây chúng ta sẽ retweet pin tweet, các bạn phải cần phải thêm thẻ test anh em. Mình làm lại nhé. Chúng ta thêm thẻ test vào. Chúng ta các bạn ấn vào phần profile và copy phần username ngay tên ta. Paste username Twitter ở dưới đây. Medium chúng ta copy phần username. Đây username ngay tên ta này. Tiếp theo, chúng ta join vào kênh Aerobot 6 trên Telegram. Cũng như chúng ta mở Twitter Aerobot 6 ra, chúng ta follow Twitter Aerobot 6 nhé. Chúng ta ấn nút Don. Điền phần địa chỉ ví của bạn được VTS ở trên Search Wallet hoặc MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ VTS dọn quay, sẽ là các bạn paste vào. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Bicycle. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.